Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 2024. Em có về được một ít quần áo được em mua trực tiếp từ bên Nhật về à, thì trong đó có Made in Italy hay là Made in China thì cũng nhiều nơi sản xuất nha mọi người. Thì trước khi em vô cái video thì em cũng nói là cái cước phí vận chuyển bên em là 400 ngàn trở lên á. Đơn hàng 400 ngàn trở lên thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển cho khách hàng. Còn nếu dưới 400 ngàn thì khách hàng trả phí giùm em. À, và đặc biệt là trong mỗi một cái áo á, em có đọc cái thông số cái cân nặng của một cái người mặc á, thì mấy anh chị mình để ý giùm là em tính theo chiều cao trung bình của một người là 1m65 á, thì em sẽ quy ra cái cân nặng để em áp vô mỗi một cái áo hoặc một cái quần. Thì anh chị nào mà cao hơn cái chiều cao đó, cao hơn 1m65 hoặc thấp hơn thì mấy anh chị cân nhắc giùm em nha. Và mấy anh chị để ý trong từng sản phẩm em cũng nói rất là kỹ, cái nào anh chị mình chưa nắm á, thì liên hệ hỏi trước giùm em rồi em sẽ trả lời. Chừng nào nắm hết thông tin của những cái sản phẩm đó thì hãy mua nha, chứ để mua rồi cái không có đúng với ý mình, cái gửi đi gửi về nó rất là mất thời gian. Rồi em xin đi vào chi tiết. Món thứ nhất, ở đây em có một cái áo Castelli, thương hiệu con bò cạp á, mã số 1 nha, có chiều ngăn nách là 45, chiều dài là 71, dành cho những ai từ 65 cho tới 70 kg, giá là 850. Cái áo này cái tay của nó là cái thun đời mới nha mấy anh chị, nó là một miếng lưới luôn, cái tay nó là một miếng lưới luôn. Và theo cảm nhận của em về cái áo này á, là nó nhẹ cực kỳ luôn, nhẹ như giấy vậy. Cái chất liệu thun của nó cầm lên nhẹ như giấy luôn. Thương hiệu Casali này là của Ý mà. Ở đây nó để là Made in Bosnia. Made in Bosnia nha. Cái mình thun của nó mỏng mà nó mịn nữa. Nó giống như là lưới, toàn bộ nó giống như lưới vậy đó. À, cái áo này là dây kéo là nó kéo hết tới đây nha. Em để em gắng em cố gắng em nhớ để em đọc từng cái chi tiết này cho mọi người coi. Áo này có dây kéo tới vạt áo luôn nha mọi người. Cái thun này á, thì thôi nó cực kỳ nhẹ luôn rồi, nó như lưới không à. Nhưng mà ở đây nó có một cái điểm giống như là cái thun này là nó dập dập nó dập từng cái lỗ lên đây nè. Cái chỗ này cái máy dập nó dập hơi mạnh quá hay sao, hay là em không biết lý do nào mà nó có một một vài cái lỗ nó hơi sâu hơn những cái lỗ khác. Đó, nhìn kỹ sẽ thấy chỗ này nè, đó nó hơi sâu hơn như những cái lỗ khác bên đây nè, nữa nè, đó hai hai chỗ, nhưng mà không có tưa không có lủng gì nha, đảm bảo cái chuyện đó. Em nhìn em chưa biết cái lỗi này lý do tại sao, nhưng mà cái áo này thì cực kỳ nhẹ rồi, cái mình của nó nhẹ rất là nhẹ luôn, thun mỏng mà mịn nữa, Castelli còn mới dữ lắm nha. Rồi quên nữa mà, rồi mã số 1 này giá 850 nha mọi người. Ai 65 70 kg mặc là vừa. À, tiếp theo là mã số 2 là một cái áo Lacoste, thương hiệu Lacoste, thương hiệu con gà. Cái áo số 2 này có chiều ngăn nách là 48, chiều dài 76, dành cho những ai là 70 cho tới 75 kg mặc, giá là 800 ngàn. Thương hiệu Lacoste thì nó quá nổi tiếng rồi ha. Cái áo này giá 800 ngàn nha. Áo này là đơn giản, rất là đơn giản luôn, dành cho những ai không thích màu mè đó. Cái lưng nó chỉ là một cái nền đỏ, bên hai bên hông là hai cái màu trắng ha, phía dưới này có cái logo con gà, đây là cái logo của nó ha. Áo con gà này thường em thấy nó ít có để make in quá, chữ nhật không à, chữ nhật không à nha. Rồi chất liệu thun cũng khá là mỏng ha, nhìn nhìn xuyên qua bên kia được luôn, còn mới lắm nha anh chị. Rồi ok, mã số 2 giá là 800 ngàn từ cho 70 tới 75 kg. Mà áo số 3, áo này hơi nổi nha. Áo số 3 à, một cái thương hiệu của Fan Izumi, trên áo nó để là size L. À, áo số 3 màu vàng chanh. Áo này có chiều ngăn nách là 44, chiều dài là 70, dành cho những ai là 63 cho tới 68 kg, giá là 450 ngàn, giá 450 ngàn. Dĩ nhiên là những cái áo mà màu tươi màu sáng như vậy nè, nó mà cũ á, là mình nhìn là mình biết liền nha mấy anh chị, cái màu nó xuống rất là lẹ nếu như nó cũ đó. Còn cái màu nó còn tươi như vậy là nó còn mới nha, còn khá là mới. Ở đây nó để size L ha, Made in Japan. Rồi cái tem nó còn mới tinh luôn nè, Made in Japan. Áo này cái thun cái dây kéo nó tới tới ngực nha. Rồi mọi người để ý giùm em nha. Rồi thun này cũng khá là mát nha mọi người, mỏng mịn. Rồi ok, mã số 3 màu vàng chanh.
giá là 450 đó, dành cho những ngày 63 cho tới 68 kg. Tiếp theo là mã số 4, cái này là một thương hiệu của Santini. Đó, áo này hơi to ha, cái áo này dành cho mấy anh chị nào, và mấy anh chị mình để ý nha, ai mà thích mặc áo mà nó dài á, nó dài dài á qua khỏi mông á, thì mấy anh chị mình để ý giùm em nha. Nếu mà anh chị mình có chiều cao á, cao quá đó, thì ít có cái áo nào mà mặc mà chờm qua cái mông mình được lắm nha. Áo đạp xe thì nó ngắn ngắn thôi. Ai có những cái yêu cầu đặc biệt á, thì trước khi mua đồ á, nói với em biết cái nhu cầu của mấy anh chị nè, để em lựa cho nó đúng cái ý của mấy anh chị. Rồi mã số 4 này á, có chiều ngắn nách là 49, chiều dài là 76, dành cho những ai từ 65 cho tới 70 kg, giá là 450. Giá 450 nha, nhưng mà mình chị để ý nha, cái này là dài là 76 cm lận nha. Đây là một cái thương hiệu Santini, made in Italy. Những cái áo mà dài trên 70 cm á, thì anh chị nào mà thích mặc dài thì hãy lựa những cái đó nha. Cái này 76 cm thì rất là dài luôn á. Đây trên áo nó để là Santini ha, size L, made in Italy. Thun này cũng là mỏng nha, áo này có chi kéo tới ngực nha mọi người, dây kéo của nó là tới ngực ha, thun mỏng nhìn xuyên qua bên kia luôn. Áo này cũng còn khá là mới, màu vàng còn tươi lắm. Rồi mã số 4 này giá 450, ai 65-70 kg là mặc vừa. Tiếp theo là mã số 5. Thột cái áo này nó nhẹ như giấy vậy, trời ơi, gom cái áo lại nó còn có nắm tay rồi mọi người ơi. Cái áo này size nhỏ nhưng mà cái độ co giãn nó rất là nhiều nha. Một cái thương hiệu DHB. Ồ cái tay nó đẹp quá, cái tay nó là một miếng thun luôn nè. Em thích những cái áo có những cái tay như vậy đó. Rồi mã số 5, có chiều ngắn nách là 41, chiều dài là 63, thì ai 50-55 kg mặc vừa ha, giá là 500 ngàn. À, giá 500 ngàn nha, ai 50-55 kg. Nhưng mà anh chị mình để ý là cái áo này có cái chiều dài là 63 cm nha, cho nên những ai mà từ 1m65 trở lên á, lại mặc nó có cảm giác là nó hơi ngắn. Nhưng mà thật ra đạp xe đạp mặc như vậy là vừa đó. Có những anh chị yêu cầu là phải cho dài thì mới cho là cái áo này ngắn thôi. Chứ ai mà khoảng 1m65 mà 1m63 mặc áo này là vừa đẹp. Cái thun nó đã quá, nó như lụa vậy á, thun giãn 4 chiều mà nó như lụa vậy nha anh chị. Cái áo này cầm lên nó nhẹ hiều à, cầm lên rất là nhẹ luôn. Made in Romania. DHB. DHB là cái thương hiệu này là của Anh á, nhưng mà này nó để là Made in Romania nha, cái chữ nó hơi nhỏ. Cái vạt của nó là một miếng thun như vậy luôn nè nha anh chị, chứ nó không có may cái miếng thun vô giống như những cái áo khác. Cái vạt của nó là một miếng thun nè, nó mỏng dánh là cái thun ở trên này cũng vậy nè. Cái tay của nó là ha, chị thấy không, là một miếng thun luôn. Mấy cái áo này mặc nó ôm vô body rất là đẹp luôn á anh chị ơi. Em khoái những cái chất liệu áo như vậy nè, mỏng mà nó dai, nó giãn dữ lắm luôn á, giãn 4 chiều luôn. Mà rồi ok, mã số 5, ai nhỏ nhỏ con mà quất cái này là quá đẹp luôn rồi. Mã số 5 đó là chỉ có 500 ngàn thôi mọi người ơi. Rồi tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 này là một cái thương hiệu Fan Izumi của Nhật nha. Cái thương hiệu là của Nhật, made in Japan luôn. Trên áo nó để là size L. Mã số 6 có chiều ngắn nách là 49, chiều dài là 67, dành cho những ai là 63 cho tới 68 kg, mà giá là 600 ngàn. Cái áo này giá 600 ngàn ha, nó còn mới nha. Cái màu vàng chanh này nè, là nó tươi nè. Áo này dây kéo tới vạt luôn nha. Cái màu sáng mà nó còn tươi nghĩa là nó mới nha anh chị. Đây phía sau ha, Fan Izumi ha, made in Japan, size L. Rồi mã số 6, giá 600 ngàn. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là một cái áo chấm bi Lecoq, thương hiệu con gà. Trên áo em thấy nó để chữ size M nha. Mã số 7 có chiều ngăn nách là 47, chiều dài là 72, dành cho những ai 63 cho tới 68 kg, giá là 750. Cái áo này giá 750 nha, còn mới cực kỳ luôn. Màu trắng nè, nó còn mới nè, chứ nó cũ là cái màu trắng này nó xuống mình thấy rõ lắm. Đây nha, nó để là size M ha, Lacoste Sportif gì nè,
Để em coi cái áo này cái dây kéo nó tới đâu. Cái áo này cái dây kéo nó tới đây, nó còn khoảng một tấc nữa nó mới hết cái vạt nha mấy anh chị. Anh chị để giùm em ha, đây nó có chữ tua đọc phăng đây nữa. Rồi ok, mã số 7 giá 750. Tiếp theo là mã số 8. Áo này hơi chim cò ha. Nhưng mà cái mình này mặc vô đã quá, nó nhẹ hiều à. Mã số 8 dành có cái chiều ngăn nách là 41, chiều dài là 64. Dành cho những ai từ 45 cho tới 52 kg. Giá là 300 ngàn thôi mọi người. Cái áo này rẻ, giá 300 ngàn thôi. Cái áo này hình như là em thấy có chữ Made in China ở trên đây nè. Made in China đúng rồi. Trên áo nó để là size S. Nhưng mà em có mặc thử vô rồi, em 55 kg em mặc thử vô rồi. Em thấy là cái mình giải rất là đã luôn. Mà nó hơi màu mè chút ha. Cái này anh chị nào thích màu mè thì mới mặc áo này nha. Rồi. Áo này có dây kéo tới vạt áo luôn nha, kéo tới vạt áo luôn. Ở đây nó để là size S nè, Made in China. Nhưng mà cái mình giải nó thì đã quá. Rồi ok, mã số 8. Mã số 8 đó là giá chỉ có 300 ngàn thôi nha. Tiếp theo là mã số 9. Rồi, mã số 9 là một cái áo của cái hãng Santini. Cái hãng này là chắc là Made in Italy rồi đó. Mã số 9 có chiều ngăn nách là 51, chiều dài là 72. Dành cho những ai 65 cho tới 70 kg, giá là 500 ngàn. Cái áo này giá 500 ngàn nha. Cái áo này có dây kéo tới tới ngực nha mấy anh chị. Em phải đọc liên tục như vậy để cho mấy anh chị nắm chứ để. Nhưng mà có đôi khi em cũng quên đọc nữa anh chị. Cái nào quên thì chị hỏi giùm em ha. Phía sau nó rất là đẹp ha. Hai cái viền, hai bên có hai cái viền nó đi lên chính giữa màu trắng rất là đã luôn. Đây là Santini, trên áo nó để là size L, Made in Italy ha. Rồi mã số 9 giá 500 ngàn nha mấy anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 này là một cái thương hiệu Sugoi Made in Farragut. Farragut. Cái thương hiệu Sugoi là của Canada đó anh chị ơi. Mã số 10 có chiều ngăn nách đó là 48, chiều dài là 72. Dành cho những ai từ 63 cho tới 68 kg. Giá là 650 ngàn. 650 ngàn. 650 ngàn. Cái áo này cái dây kéo nó tới đây, có nghĩa là nó còn khoảng một gang tay nữa mới hết cái vạt. Đây ha, áo này còn mới quá. Cái màu xanh đọt chuối này nó còn tươi vậy là biết nó mới nha. Ở đây có chữ Canon đeo luôn ha. Ở dưới này có chữ Physics nữa, Sugoi. Thun mỏng nha, thun mỏng, mịn. Này Sugoi. Rồi, trên áo nó để là size M đó anh chị ơi. Rồi, mã số 10. Tiếp theo là mã số 11. Cái áo này cái thùng nó cũng mịn quá nha. Nhẹ. Cầm vô thấy nó nhẹ, nó giống như lưới vậy. Thùng nó giống như lưới. Mã số 11 có chiều ngăn nách là 41, chiều dài là 66. Nhìn cho những ai từ 55 cho tới 65 kg. Giá là 400 ngàn. Giá 400 ngàn thôi mọi người. Mặc dù cái chiều ngăn nách nó chỉ có là 41 thôi nha, nhưng mà 65 kg mặc vẫn vừa. Nhưng mà cái áo này anh chị nào có cái tay vừa vừa phải thôi nha, đừng cái tay đừng có bự quá nha. Vừa phải thôi. Đây phía sau ha, áo số 11 giá là 400 ngàn thôi anh chị ơi. Cái này đã để là size M, Made in Japan, thương hiệu Way One này là của Nhật nè. Cái áo này nó có độ giãn cực kỳ luôn, rất là giãn luôn. Thun của nó giống như là những cái lưới vậy đó, nhìn là thấy giống như lưới vậy. Rồi mã số 11 em xin cho qua nha, giá chỉ có 400 ngàn thôi. Và 400 ngàn đó em cũng bao ship luôn rồi đó mấy anh chị ơi. Đơn hàng từ 400 ngàn trở lên là em bao ship rồi. Tiếp theo là số 12. Áo này size to nha. Số 12 có chiều ngăn nách là 56, chiều dài tới 79 cm lận. Dành cho những ai là 70 cho tới 78 kg. Giá chỉ có 300 ngàn thôi. Em bán sổ luôn rồi. Bán 300 ngàn thôi anh chị. Áo này dây kéo nó tới ngực nha. Đây, phía sau. Đơn giản chỉ có dài cái hoa văn ở phía sau thôi. Đây là để size M, Made in, để coi coi có thấy Made in không. Không có tem Made in ha. Em không thấy nó để chữ Made in nha. Nó để chữ size M thôi à, với lại tiếng Anh thôi à.
Sao áo này nó không có để make in ở đây không biết nữa. Rồi thôi, áo này em bán sổ rồi, 300 ngàn thôi. Anh chị nào mà bự bự to to, dáng người to to là mặc áo này được. Rồi tiếp theo số 13. Số 13. Ồ, cái này là cái áo mới. À, áo mới à, nó để là size L. Để coi cái make in gì nha. Ồ, có tem luôn nè, Castelli. Ở đây nó có chữ make in nè, mà sao nó viết bằng màu xám á, em khó thấy quá. Nhưng mà em đoán là Castelli này chắc là make in Bosnia quá. Thông thường á, em bán áo là em thấy đa số là vậy. Cái này là áo mới có tem, còn tem luôn nha mấy anh chị. Áo số 13 này có chiều ngăn nách là 50, chiều dài là 70. À, dành cho những ai là từ 68 kg, 67 kg cho tới 72 kg. Từ 67 cho tới 72 kg mặc là vừa nha. Giá là 1,5 triệu. Cái áo này giá 1,5 triệu nha, có dòng chữ Canon đeo ở trên ngực nè ha. Cái này là áo mới à, chưa qua sử dụng mà, cho nên là ồ, có cái logo ở phía sau này đẹp nè, Canon đeo quá đẹp. Thùng của nó cũng quá đã luôn, thùng của nó mỏng mà nó mịn nữa. À, trên cái áo nó có để là size L ha. Cái tem Nhật của nó là ở bển nó đang bán là 11.700 yên nè, là khoảng 2 triệu 3 đó. Khoảng 2 triệu 3 ở bển đó. Chưa tính tiền thuế với tiền phí nha mấy anh chị. Áo mới. Hai bên này là lưới nha, hai bên hông đó là lưới. Lưới màu đen, còn phía trước này á, là thun mỏng với mịn. Thun này giãn đã lắm mọi người ơi. Cái áo nó rất là nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ luôn. Castelli. Rồi, ok. Cái áo này 1,5 triệu, mã số 13 đó nha. Áo mới. Rồi, tiếp theo là mã số 14. Nó những cái áo đạp xe như vậy á, mặc nó rất là lâu hơn nha mấy anh chị. Tại vì á, mình đạp xe chứ mình không phải là đi làm việc, đi lại, đi cái gì. Mình chỉ đi đạp xe xong cái buổi đó về là mình ngâm vô nước, mình giặt tay thì mặc dài năm, 3 4 năm nó vẫn bình thường. Em cả từng mặc cái áo áo Trung Quốc thôi chứ không có phải là áo xịn nữa, hồi xưa mặc hoài lại đợi nó hư đặng mua cái khác mà đâu hư. Rồi mã số 14. Có chiều ngăn nách là 45, chiều dài là 69, dành cho những ai từ 60 cho tới 68 kg. Giá là 750 ngàn. Đây là thương hiệu Lacoste, thương hiệu con gà của Pháp đó nha. À, cái này là mã số 14. Giá là 750 nha, ai 60 cho tới 68 kg mặc là vừa. Trên áo nó để là size S. Cái thun của nó cũng mỏng nữa nha, thun này là thun mỏng. Nhìn thiếu điều nó muốn xuyên qua bên kia luôn á mọi người. À, cái áo này dây kéo của nó là nó còn cách cái lai dưới là khoảng 1 tấc. Cái dây kéo nha, nãy giờ không biết có cái nào quên đọc dây kéo không biết nữa. Đây. Rồi, mã số 14 này, giá 750, dành cho những ai 60 cho tới 68 kg. Tiếp theo là mã số 15. Ồ, đây cũng là một cái áo mới nha. Áo mới chưa qua sử dụng, một cái thương hiệu Santini. À, trên áo nó để là size S. Rồi, cái áo số 15 này có chiều ngang là 47, chiều dài là 66, dành cho những ai từ 45 cho tới 50 kg. Giá là 400 ngàn. Giá 400 ngàn mọi người, áo mới chưa qua sử dụng luôn mà em bán chỉ có 400 ngàn thôi. Quá đẹp luôn rồi mà quá rẻ nữa chứ. Em để em nói cái cách thức đo của tụi em nha mấy anh chị. Ví dụ em đo chiều ngang có nghĩa là em kéo hai cái bên cái nách cái áo ra nè, em đo từ nách bên đây qua nách bên đây là gọi là chiều ngang. Đó, giống như cái áo này là chiều ngang đó là 47 đó, là từ cái nách bên đây tới hết nách bên đây là 47. Còn chiều dài là 66, nghĩa là từ cái cổ áo phía sau nè cho tới cái vạt áo phía sau này nè là 66 cm, cái vạt phía sau nha. Áo này quá đẹp luôn. Cái thun của Ý nó làm em thấy em rất là vừa ý luôn, những cái lỗ thông gió của nó đó. Đây nè, còn tem luôn ha. Đây là để size S nè, Made in Italy. Rồi ok, mã số 15 này giá em bán chỉ có 400 ngàn thôi, một cái áo mới chưa qua sử dụng còn tem luôn, Made in Italy luôn anh chị ơi, quá rẻ.
Rồi tiếp theo là mã số 16. Rồi mã số 16 là cái quần nha. Quần à, hơi khó giải ra cho mấy anh chị thấy ha. Một cái quần Shimano màu đỏ đen. Rồi cái quần này có cái lưng là 34 cm. Rồi em nói thêm về cái cách đo ha. Cái lưng là em để hai cái quần, hai cái lưng quần nó bằng lại với nhau vậy nha, là em đo chiều ngang nha. Đó là gọi là cái lưng là 34 cm. Cái chiều dài là 42. Chiều dài là từ đây nè, từ cái lưng ở trên nè cho tới cái ống ở dưới này nè là 42 cm. Rồi cái chiều rộng của cái ống này á là 19 cm, 19 cm chiều rộng của cái ống. Rồi thì cái này dành cho những ai từ 63 cho tới 68 kg mặc là vừa, giá là 680 ngàn, 680 ngàn. Quần này còn hoàn chỉnh nha, chưa có xước xát hay là chạy chỗ hay là bong chóc gì hết nha. Thường những cái quần á là nó hay bị mòn hai bên cái háng này, chỗ này là lúc mình đạp xe mình xuống chân á, là xuống chân mình đạp xuống cái cọ vô cái yên á, nó sẽ sờn hai bên đây nè, hoặc là mình ngồi lâu ngày nó sẽ sờn phía sau này nè. Nhưng mà cái quần này là không có nha, không có điểm nào sờn. Ở đây nó có cái tem của Shimano ha. Ở đây là Shimano Asia là size L nè. Tem nó còn mới hết sức luôn nè. Rồi cái thùng của nó đã nè. Ồ, một đống tem ở đây. À cái này là Made in Việt Nam nha mấy anh chị. Ở đây là để Made in Việt Nam nha. Tem của nó quá trời tem luôn. Rồi coi cái biển. Đây. Đây biển của nó ha. Rồi anh chị mình coi nhớ cái nào chưa thấy, cái nào chưa hiểu nhớ hỏi giùm em để em trả lời trước khi anh chị mua nha. Bên hông nó có chữ Shimano ha. Quần này cầm lên rất là nhẹ nha. Giãn, độ giãn rất là đã luôn. Rồi mã số 16 này giá 680 ngàn nha anh chị. Ai là 63, 68 kg mặc là vừa. Rồi tiếp theo số 17. Số 17. Cái quần này có thương hiệu gì đây? Ồ, quần mới hả? Quần mới. Đây là quần mới, chưa qua sử dụng, có cái tem luôn. Cái quần này khó chạy, hơi mấy cái quần nó hơi khó chạy, khó chạy chảy ra do nó có cái điểm nó độn lên đó. Rồi mã số 17 này có chiều ngang của cái lưng là 34,5, chiều dài là 43, cái ống là 20,5 cm, dành cho những ai 68 cho tới 72 kg. Giá là 800 ngàn cái quần này. Quần này giá 800 ngàn, nó chỉ là một cái đạm màu đen đơn giản vậy thôi, quần mới chưa qua sử dụng. Ở đây cái ống của nó cũng là một miếng thun ha, một miếng thun duy nhất thôi, chứ không phải nó xếp ly lại nó may giống như những cái quần kia ha. Quần mới thì chắc là cũng không có gì để nói rồi. Ở đây tem nó để chữ Nhật không à, Made in China nha mấy anh chị, em thấy chữ China ở đây rồi. Cái này chữ Nhật đồ nhiều. Rồi ok, cái nung là hàng này là hàng sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà xuất đi Nhật, cho nên tem của nó là tem tiếng Nhật. Rồi ok, mã số 17 này giá 800 ngàn, quần mới luôn, thun giãn 4 chiều cực kỳ đã. Rồi tiếp theo là số 18. Cái quần số 18 này em bán theo giá thanh lý 300 ngàn thôi mọi người ơi. Do nó có một cái điểm sờn, trên cái quần nó có một cái điểm sờn lên. Rồi mã số 18 có chiều ngang của cái lưng là 33, chiều dài là 39, cái ống là 19,5. Thì dành cho những ai 70 cho tới 73 kg, mặc là vừa nha, giá là 300 ngàn thôi. Em thanh lý, bán theo giá thanh lý. Chứ một món đồ từ bên Nhật về mà bán 300 ngàn là không có lời, là lỗ chắc rồi đó mọi người ơi, bảo đảm luôn. Trừ khi nào đồ mua Trung Quốc thôi, chứ đồ mua từ Nhật về ít có cái nào mà 300 ngàn lắm. Trừ khi nào mua nguyên một xô bự á, nguyên một đống đồ bự luôn á, rồi mình lấy những cái mà đẹp đó ra mình bán có lời, thì những cái còn lại mình bán rẻ, bán về vốn đó, hoặc là mà hạ giá xuống để bán thôi. Rồi cái quần số 18 này à, giá là 300 ngàn, tại vì bên đây nó có chỗ sờ đây nè. Đây là phía sau nha anh chị, thì bên cái chân bên trái nè, phía sau nè, bên trái nè, gần cái chỗ cái bẹn của mình nè, có một cái điểm sờn nhẹ ở đây nè. Em nói sờn nhẹ mấy anh chị phải coi ở ngoài mới thấy, chứ coi trên camera em chưa chắc gì thấy nữa. Nó nhẹ thôi à, như đó thôi là đủ để em giảm giá em bán rồi đó mọi người ơi. Nó như là nó do nó không hoàn chỉnh đó, cho nên là em thôi em bán dưới giá vốn luôn á, để thu hồi vốn mua cái khác. Mua đồ ở bên Nhật á toàn là nhìn hình không à, cho nên là cái mạo hiểm, cái mức độ mạo hiểm nó cũng cao lắm mọi người. Hên xui. Hên thì bán có lợi chút, còn xui thì thôi không sao, mình
Thanh lấy đi mốt mình bán lại cái khác. Rồi cái quần đó là mã số 18 nha, giá chỉ có 300 ngàn thôi, ai 70 cho tới 73 kg mặc là vừa. Rồi tiếp theo là số 19, là một cái yếm. Rồi, cái này cái yếm bên trong ha. Nãy giờ mấy cái quần quên quay cái yếm trong nữa ta. Trời ơi, thôi anh chị nào mà mua mấy cái quần mà mấy cái nãy giờ mà muốn coi cái yếm bên trong thì nhớ nói em chụp hình nha, chứ nãy giờ em cũng quên nữa, quên sơ sức. Nhiều khi quay nói những cái chi tiết khác thì quên nói chi tiết này. Rồi cái này là thương hiệu Sugoi của Canada nha, một cái yếm mã số 19 này á, cái gói ống là 20 cm, cái ống quần này nè là 20 cm, thì ai 60-65 kg mặc là vừa ha, giá là 700 ngàn. Cái quần này giá 700 ngàn nha mọi người. Cái yếm này nó làm cái chất liệu nó giống như thun, rất là mát. Ồ, anh sửa xe ông Đa ảnh thử xe, anh thử nghe hơi ồn chút. Đây là thương hiệu Sugoi của Canada nha. Để em coi make in gì, make in Morocco. Đây là cái lưới của nó anh chị này ha, cái quai của nó nè, màu trắng nó còn mới coi nè, cực kỳ luôn. Cái yếm nó cũng đẹp nữa nè, cái đây nè, cái miếng đệm của nó đẹp cực kỳ luôn. Rồi mã số 19 này em bán là 700 ngàn nha mọi người. Cái thun này cầm vô giống như là của thun của Ý nữa, nhưng mà của nó là Mexico nha, màu xanh, chưa có lỗi lầm gì hết, chưa có bong chóc lỗi lầm gì hết, còn mới quá. Rồi em xin cho qua đi, mã số 19 đó là 700 ngàn đó nha mọi người. Rồi tiếp theo là số 20. Rồi một cái yếm physics. Bên đây có chữ gì đây, Colombia. Trời ơi, ở đây có chữ Scott nữa ha, một cái yếm. Rồi mã số 20 có cái ống là 17 cm, dành cho những ai từ 55 cho tới 65 kg, giá là 550. Cái này cái yếm này giá chỉ có 550 thôi mọi người, đẹp quá, cực kỳ rẻ luôn. Ở sao có chữ physics nè ha, đẹp, phối hợp trắng đen vàng. Coi có make in không, trời ơi chữ nhỏ quá trời, make in Italy, mã số 3. Cái size của nó là số 3, make in Italy. Đây cái yếm của nó không có dày cộm lên, như những cái biển của nó không có dày cộm lên nha, như những cái quần nãy giờ nó chỉ là một lớp mút nó ịn lên đây thôi, cho nên cái biển của nó sẽ mỏng hơn những cái biển nãy giờ. Rồi anh chị nào muốn biết cụ thể nữa thì liên hệ em chụp hình em gửi. Đây là phía sau ha, cái này lúc mà đạp nó lòi lên chữ physics này rất là đẹp ha, mo. Rồi mã số 20 giá là chỉ có 550 thôi, ai 55-65 kg mặc là vừa. Rồi tới số 31, đây một cái quần cái quần này nãy em có thử rồi nè, mặc vô nó nhẹ hiệu luôn mấy anh chị ơi, cái thun nó sao mà nó nhẹ hiệu cầm mặc vô nó đã lắm, nó giống như là mình không có mặc nha. Mã số 21 này em bán 350 thôi, có cái lưng là 31, cái chiều dài là 45, cái ống là 16,5 cm, em bán giá 350 thôi. Cái này bán rẻ, giá này 350 bán rẻ, hình như cái này mắc in China thì phải, thì em đoán là vậy đó, không thấy mắc in đâu hết á, không thấy mắc in anh chị ơi. Rồi ok, mã số 21 giá 350 dành cho những ai là từ 55 kg cho tới 58 kg. Cái này từ 55 cho tới 58, 60 kg mặc vẫn được. Đây là biển đó ha, biển còn mới ghê ha, Cool Mark nè, cái hãng Cool Mark này làm biển rất là nhiều luôn, kéo ra nó giãn cơ nè, giãn rất là giãn luôn. Thun mịn mà mềm nữa. Rồi ok thôi, rồi mã số 21 coi như là bữa nay em chỉ có 21 món đồ đó mấy anh chị ơi, và coi như video của em tới đây là kết thúc. Anh chị mình coi dự ý món nào thì nhắn tin qua Zalo giùm em, anh chị muốn biết cái chỗ nào đó cứ việc hỏi đi, rồi chừng nào thấy cảm thấy dự ý hết thì hả chốt nha. Mà đặc biệt là anh chị mình nhắn tin thì em sẽ trả lời anh chị nhanh hơn,
còn gọi điện có khi em nghe máy không được, mấy anh chị thông cảm giùm em nha, có lúc được lúc không, thông cảm giùm. Rồi ok, video dài rồi, em xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo nha. Goodbye.